Vừa qua tại Hà Nội, khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang kết hợp với Trung tâm Giải pháp Y khoa Medsy tổ chức hội thảo thách thức của nha khoa đương đại từ thẩm mỹ đến chức năng. Ai cũng mong muốn có một nụ cười đẹp, nụ cười toát lên thần thái tự tin, rạng ngời và đầy sức sống. Nhưng để làm được điều đó không phải đơn giản, bởi hầu hết người Việt Nam gặp các vấn đề về răng miệng. Chính vì vậy, hội thảo lần này với sự góp mặt của hơn 1.000 y bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ và các cán bộ nhân viên đang công tác trong khối ngành sức khỏe, với mong muốn trao đổi và thảo luận các phương pháp nha khoa hiệu quả nhằm mang lại nụ cười đẹp cho mọi người. Tại Hà Nội này, thì chúng tôi muốn mở rộng hơn nữa là thẩm mỹ và chức năng. Và tất cả những vấn đề này, nó cũng đều là những thách thức đối với các bác sĩ nha khoa. Bởi vì cái chương trình đào tạo cho bác sĩ nha khoa thực hành tổng quát thì nó ở mức độ là cơ bản. Để tiếp cận nâng cao hơn nữa thì phải có cái đào tạo sau đại học. Thế nhưng vấn đề đào tạo sau đại học thì hiện nay người ta tập trung vào một số cái mảng chứ không phải là trải rộng ra hết. Do đó những cái vấn đề này đối với bác sĩ nha khoa tổng quát bình thường thì nó luôn luôn là thách thức. Đấy, và chúng tôi đặt cái tên của chủ đề là thách thức đối với nha khoa đương đại. Đây là hội thảo về nha khoa thứ hai trong chuỗi hội thảo toàn quốc, lần một đã được tổ chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo của Hà Nội lần này, bên cạnh các bài báo cáo khoa học cũng đã diễn ra trong chương trình tọa đàm có sự tham gia của các báo cáo viên và các chuyên gia tên tuổi trong ngành nha. Đồng thời có một số điểm mới đáng chú ý. Ngày nay đó thì cái nhu cầu làm đẹp về răng và mặt nó càng ngày càng cao. Thì khi mà làm đẹp và nụ cười đó thì cái việc mà lên kế hoạch ngay từ đầu rất là quan trọng. Thì cái đề tài của tôi là nhấn mạnh cái việc mà lên kế hoạch thẩm mỹ nụ cười. Tức là khi mà chúng ta xây dựng cái nụ cười đẹp lại đó, thì cái việc mà cùng cái bản vẽ, những cái thiết kế nó sẽ rất là quan trọng. Nó giúp cho có một cái quy trình thực hiện để đạt kết quả thẩm mỹ tối đa và giúp bệnh nhân sẽ cải thiện cái cuộc sống cũng như tăng thêm sự tự tin trong cái đời sống hàng ngày. Sự thành công của chương trình hội thảo thách thức của nha khoa đương đại từ thẩm mỹ đến chức năng sẽ là tiền đề và tạo động lực để khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang kết hợp cùng với Medsy tiếp tục tổ chức thêm các chương trình hội thảo y khoa có ý nghĩa khác, mang tới nụ cười đẹp và sức khỏe cho người Việt Nam.